nãy giờ điện đó. Cái remote nó mắc teo rồi. Nó. Đây nè. Dạ để khỏi mất thì kính thưa quan viên hai họ, hôm nay tôi xin được hân hạnh phụ trách dẫn chương trình nghi lễ của vu vi của hai cháu Phi Lê và Hạnh Nguyễn. Kính thưa bác, kính thưa quý vị, trước hết chúng tôi được xin phép bà nội hiện ở Texas vì tuổi già sức yếu không có hiện diện đêm hôm nay, và ông bà ngoại và thân phụ mẫu của cháu Hạnh. Kế đến là ông bà Huế Lê, thân phụ mẫu của cháu Phi Lê, để điều khiển nghi thức buổi lễ ngày hôm nay. Xin quý vị, nếu có gì điều gì sai sót, xin quý vị tha thứ. Để buổi lễ được bắt đầu, chúng tôi xin mời ông bà Hoàng Mỹ tiếp nhận lễ vật của bên đàn trai mang qua để dâng cúng của quyền thất tổ. Anh dỡ mấy cái vải ra. Rồi dỡ lên á. Dạ mắt luôn nha. Để đó mày. Để xuống luôn. Lấy mấy cái lớp nữa. Kính thưa quý vị, ông bà Hoàng Nghĩ đã tiếp nhận những cái món quà của hình đàn trai mang qua. Đấy, theo sự thỏa thuận của giữa hai bên thì ông bà Hoàng Mỹ có cái điều gì thắc mắc hay không? Không. Dạ. Ok, cảm ơn anh chị. Tiếp theo đây tôi xin mời chị Lộc, anh Lộc và chị Cúc lên đèn để dâng hương cúng cung thỉnh cổ quyền các tổ để chứng minh lễ vô quy cho cháu Hạnh. Mời anh chị cắm đèn lên Tiếp theo đây, xin mời anh Lộc với chị Cúc trầm trà và lên hương để cung thỉnh ông bà về chứng giám.
Đọc là cái này. Lọc cây này hương nhiên xuống. Dạ. Qua trái xuống để rồi. Ok. Nữa. Hai tay. Tới đây tới, nó quá mất, bẻ lại xíu. Nữa, bẻ lại xíu. Để rồi, đúng rồi. Tốt nhẹ. Chỉ là tôi kéo này ra. Bài kính cẩn để thỉnh cô Huyền Thất Tổ về chứng giám buổi lễ ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, để tiết kiệm thời gian, chúng tôi đề nghị là xin chúng ta giới thiệu quan viên hai họ. Phần trước hết là chúng tôi, bà nội thì như nãy tôi nói là không có mặt ở đây, nhưng riêng ông bà ngoại thì có mặt ở đây. Và anh Hoàng với chị Mỹ là thân phụ mẫu của cô Hiếu Hạnh. Và các anh chị của Hoàng như anh Cương, anh Thảo ở Florida, chị Nguyệt ở Benjic và anh Lộc ở Benjic. Anh Trọng phó nhòm không ở bên chiếc và anh chị Huy và Loan ở Texas, và cũng còn nhiều con cháu ở bên Texas. Và này riêng chúng tôi là hai vợ chồng chúng tôi ở bên Canada qua. Dạ, anh vui là bà con với anh Chị Hoàng. Hello. Trương Văn Bảo. Dạ, anh Bảo. Hai vợ chồng anh Bảo. Để anh Hôi đi. Thấy cái mặt có đẹp trai không? Em cũng nghĩ đây nữa. Dạ, em cứ em cũng nghĩ. Là... dân địa phương ở đây. Tiêu. Dạ, bác Tiêu với bé Hạnh ở bên Hawaii đến đây dự. Và tôi nghĩ là cái phần giới thiệu bên đàn gái đến đây cũng là tạm đủ. Thì xin mời bác giới thiệu bên đàn trai. Mời cho trai tiếp tục giới thiệu cho bà con, cô bác là hai họ biết. Nhưng mà một điều cần để xin mời cô dâu ra để giới thiệu việc luôn. Ba, 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 ba,
Anh Cường. Những cái loại mà tôi là bác ruột của cháu Phi là ở Colorado qua tham dự lễ diễu đạo. Một bác thứ hai, hai vợ chồng của bác thứ hai ở Việt Nam qua là chú Hòa. Một chú thứ ba là vợ chồng chú Xê và Phước ở Tóc Tỉnh. Còn các cháu xin giới thiệu là bà thống gia của chú Huê là ở New York cũng về tham dự là hai vợ chồng của cháu. Thúy Linder, Việt trong gia đình của Hàng Bảo. Hai vợ chồng chị đồ cà phê, và kể đến là có